Vâng, các bác đến bốc rất là nhiều những quả súp Out Center này đi. Đấy, bên em lại chuyển đi cho các bác rất là nhiều. Lên đường liên tục các bác nhá. Vâng. Đi sớm sớm về nhá. Chắc phải tối về đây nhỉ? Anh đâu phải tối về đi nhà. Rồi, phải hết ngày. Và số lượng anh em lấy cũng khá nhiều. Đây là bác khách anh em đại lý ở Hải Phòng là 7 cặp nhá. 7 cặp All Center. 7 cặp súp All Center. Đấy, anh em thợ thì không nhất thiết phải vệ sinh đâu. Các bác bốc luôn. 7 cặp đến xem đủ 7 cặp không? Đây đó, con này là đủ. 14 quả. Rồi, 14 quả rồi, rồi. Rồi, thế là ổn định rồi. Anh em đi đường cẩn thận nhá. Rồi, trân trọng cảm ơn các bác ở các tỉnh thành tin tưởng đặt hàng của quan rất là nhiều. Những sản phẩm súp Out Center và những sản phẩm đẩy loa nghe nhạc các anh em lại chuyển đi cho các bác ở các tỉnh thành rất là xa xôi. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác các anh chị em ở những video tiếp theo.